gọi nguy hiểm. Wow. Cái kem của tôi. Gấu nâu tẩu thoát. Hãy gọi cảnh sát ngay nếu bạn nhìn thấy hắn. Hả? Cảnh sát trưởng Labrador xin nghe. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu đã nhìn thấy tên gấu nâu đào tẩu đây. Cái gì? Hắn ở đâu? Hắn đang trốn ở số 10 đường Hoa Hồng à. Hãy trốn và giữ an toàn cho bản thân. Bọn chú sẽ đến ngay. Ở đây toàn là bụi thôi và không hề có dấu chân nào cả. Nơi này đã không được sử dụng rất lâu rồi. Vậy có nghĩa là cảnh sát trưởng Labrador, gấu nâu đang đuổi theo cháu. Cháu đang trốn ở ngay dưới tổ ong. Thấy hắn rồi. Đây không phải là gấu đâu, đây là gấu đen mà. Có chuyện gì vậy cảnh cảnh sát? Tôi tới đây để mua một ít mật ong. Vui quá đi mất. Mình sẽ gọi điện cho các chú cảnh sát lần nữa về gấu nâu. Ta nghe nói cháu đang tìm gấu nâu đúng không? Cháu muốn gặp ta có đúng không? Hãy đi theo ta nhá. Xem xét kỹ những cuộc gọi báo giả này thì có vẻ như cáo nhỏ đã trêu đùa chúng ta. Cái gì? Cáo nhỏ? Báo nghi giả? Cảnh sát trưởng Labrador, tên gấu nâu đã bắt cóc cháu rồi. Nói dối? Cháu lại nói dối. Cháu có biết gọi điện báo giả cho cảnh sát là vi phạm luật không? Đợi đã, tôi nghĩ cáo nhỏ không nói dối lần này đâu. Hãy nghe tiếng vang và tiếng động cơ này đi. Cậu bé đang bị nhốt trong một chiếc xe. Gấu nâu. Ta bắt ra, ta là gấu nâu. Mọi người đều sợ ta. Mau đuổi theo hắn. Gấu nâu, báo dừng xe lại, báo dừng lại. Cảnh sát à? Thật là phiền phức. Hãy xem ta đây. Hey.
Không, bọn chúng ở ngay sau lưng mình. Phải chạy thôi. Đứng lại đó. Ngươi sẽ không chạy thoát được đâu. Cảnh sát trưởng Labrador, cháu sợ quá. Không sao, cháu an toàn rồi. Nhưng hãy nhớ, cháu không được gọi điện báo nguy giả cho cảnh sát để trêu đùa. Cháu xin lỗi ạ. Cảnh sát trưởng Labrador, quy tắc an toàn. Gọi điện báo nguy giả cho cảnh sát là vi phạm pháp luật. Nó sẽ làm cho cảnh sát đến sai nơi cần đến. Vì thế, những người gặp nguy hiểm sẽ không nhận được sự giúp đỡ kịp thời. Các bạn nhỏ, chỉ được gọi cảnh sát khi các bạn gặp nguy hiểm thực sự. Không bao giờ được trêu đùa cảnh sát đâu nhé.